Dạ vâng, âm thanh 397 xin kính chào toàn thể các bác và anh em. Thì ngày hôm nay lựa mãi được mấy con lọc DBX nguồn xuyến các bác nhé. DBX 231 nguồn xuyến. Đấy, thì em thấy khá là nhiều bác có nhận xét rằng là DBX 231 nguồn xuyến này nó sẽ hay hơn cái dạng nguồn xung. Cái lý do thì em cũng không rõ là như nào, có lẽ là do cái cảm nhận cũng như là cái đôi tai của mỗi người mỗi khác. Đấy, nhưng mà em thấy là rất là nhiều người cùng cái quan điểm như vậy. Cho nên là cái lô lọc lần này về được khoảng tầm hơn chục con DBX 231. Đấy, các bác nhìn lọc còn khá là nhiều nhá. Đấy, thì chọn ra được 4 con. 4 con DBX mà có nguồn xuyến để phục vụ tới tất cả các bác và anh em có thể chơi trong cái mùa dịch như thế này. Đấy. Và thêm nữa là một con lọc Sitte. Con lọc này vừa mới về thôi. Sitte Sorata. Sorata các bác nhá. Đấy, thì đây là một cái dạng lọc này thực sự là rất là hay. Hay và nhỏ gọn, nó tương tự như một con vang thôi. Đấy, một u Sitte rất là hiếm thôi anh nhá. Một u Sitte thì nó sẽ vừa với những bác không gian nào nó bé bé tí. Mà chất âm con này cực kỳ hay. Nó không hề thu kém ở cái dòng lọc đời cao cấp. Ví dụ ở Yamaha, Phonix, Sansui, Samsung gì đấy. Đấy, rất là nhiều loại. Nhưng mà cái dòng này nó không hề thu kém đâu các bác nhá. Đấy, số lượng thì cũng có một con thôi. Bác nào nhanh tay sẽ có số có hàng con này các bác nhá. Thì đang test luôn cái chất âm của con Sorata này cho các bác nghe. Đấy. Thì nói về DBX thì có lẽ là cái thương hiệu này quá là quen thuộc rồi. Không cần phải nhắc lại các bác nhỉ. Em bán lọc và bán DBX khá là nhiều rồi. Cái này thì một thương hiệu Mỹ này, nhưng mà bây giờ nó sản xuất Trung Quốc hết các bác nhá. DBX bây giờ xịn phải là made in China chứ không phải made in USA nữa. Các bác nếu thấy made in USA thì thực sự là nó rất là hiếm. Cũng có thể là đôi khi người ta ghi là made in USA hoặc là cái design by in USA. Mấy cái này là cái người ta gọi là công nghệ và dây chuyền của Mỹ, thì nó sản xuất tại Trung Quốc mà. Đấy, thì các bác bây giờ tìm đừng có quá quan trọng cái từ made in USA hay là made in China các bác nhá. Thì mấy cái đấy thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chất âm đâu. Đấy, cái vẫn là miễn là hàng cái hàng xịn, hàng hãng của nó thì nó vẫn cứ là dòng hay. Đấy, thì số lượng có 4 con thôi. Mỗi con thì em không hiểu lý do vì sao mỗi con là một cái nguồn khác nhau. Đấy, nguồn rất là lớn nhưng mà đây xin cam kết với các bác là những cái con này thì về tới cửa hàng em là zin xịn và chưa hề qua sự chữa bất kỳ một cái gì các bác nhá. Đấy, DBX thì nó không phải là cái dòng lọc mà nổi tiếng về những cái nhiều linh kiện. Tuy nhiên thì cái chất âm của dòng này thì thực sự là rất là hay. Còn cái phần phân khúc tầm 1,5 triệu đổ lại, cái tầm giá trung bình và bình dân để cho tất cả các bác đều chơi được thì cái dòng này rất là hay các bác nhá. Đấy, DBX 231 để em chờ review qua một con đi. Dòng này thì em xem nào, nó sẽ là dạng 2 kênh và 31 cần equalizer 1 kênh. Thì những cái con này về bên em thì đang cần đang rất là đẹp các bác nhá. Không hề bị gãy cần nào này. Đấy. Càng nhiều cần càng nhiều dãi thì cái chất lượng, cái chất âm của nó lại càng chi tiết. Đấy. Những cái con lọc ví dụ như là 231 như này thì các bác có thể hát karaoke cũng được. Hát karaoke thoải mái luôn. Những cái dòng lọc Hàn Quốc thì nhiều khi là nó chỉ có tầm 9 hoặc 18. Mỗi bên là 15 hoặc 18 cần equalizer thì cái phục vụ cho vấn đề là nghe nhạc nhiều hơn là cái phần hát karaoke các bác nhá. Đấy, thì những cái dòng mà 62 cần như thế này này, các bác nghe hát karaoke vẫn rất là thoải mái, chất âm rất là hay, dễ dàng tác động căn chỉnh. Khi mà các bác ghép những con lọc như thế này vào á, thì thứ nhất là nghe nhạc nó là hay hơn rồi này, bát chung chép thì nó tách bạch, nó có cái sự khác biệt, cái độ lớn rõ ràng của các cái dãi. Thứ hai là nếu như bác nào mà không có kỹ năng về vang số, sợ cái cài đặt vang số hoặc là những cái cần vang mà mình cài á bị hú này, rú rít tiếng mic này, hoặc là nhạc không hay, không bay bổng, thì thêm con lọc này vào để bác ghép vào kết nối thì các bác có thể là căn chỉnh trên con lọc này luôn nhé, không cần phải qua những căn chỉnh và cài đặt trên vang số nữa. Thì các bác chỉnh cơ chỉnh tay thì bao giờ nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đấy, dòng này thì nó sẽ có 2 chi đáp, mỗi kênh 1 chi đáp này các bác này. Đấy, một kênh 1 chi đáp nhá. Điều khiển âm lượng này, đây cái bypass là qua lọc và không qua lọc, lau cắt tần số thấp, cái này là giới hạn của cái âm lượng của từng cần, hoặc là cộng trừ 6 decibel hoặc là cộng trừ 12. Đấy, tùy các bác nhé nhá. Cái linh kiện bên trong ấy, thực ra cái linh kiện bên trong nó không giống như là DOD thì nó sẽ có 2 vĩ hoặc là nhiều dòng khác nó sẽ có 2 vĩ, nhưng mà đặc điểm chung của những cái dòng lọc Mỹ ví dụ như PV này, Sorata này, Phonix này, lắc này, đấy là những cái dòng lọc mà Mỹ sử dụng thương hiệu, nó là thương hiệu của Mỹ nhá, sử dụng công nghệ của Mỹ. Đấy, sản xuất đâu thì cho ta chưa tính đến. Thì những cái dòng máy thường nó chỉ có một vĩ thôi, một vĩ như cái dòng này cũng vậy. Dòng này thì cái vĩ nhận từ những cái con IC,
IC con tụ của nó thì đây các bác nhìn này, đều là những cái lồng lọc háng thì nó rất là đẹp các bác nhá. Đấy, nguồn xuyến em thấy là có những bác bảo là nguồn xuyến thì nghe tiếng bát nó sẽ chắc hơn, nó lực hơn, em cũng không biết là cái đó như thế nào. Tuy nhiên thì em là người bán lọc khá là nhiều và em nghe qua khá là nhiều về những cái dòng DBX này rồi, test thử, nghe thử thì chất âm của hai con thì dù là nguồn xung hay nguồn xuyến nó đều như nhau các bác, nó không khác biệt gì cả. Đấy, thật sự là như vậy luôn, không hề khác biệt về cái gì về cái nguồn xung hay nguồn xuyến cả. Chẳng qua là cái nguồn xuyến hay nguồn xung tiền mọi thứ nó chỉ là có một cái ưu điểm khác nhau thôi. Đấy các bác nhá, chứ không ảnh hưởng đến chất âm. Cái nguồn nó thì nó chỉ là cung cấp cái điện áp cho cái con lọc này nó hoạt động thôi, đúng không bác? Còn cái chính của cái con này chính là từ những cái con IC này các bác này. Đấy, từ những con IC này. Đấy, những cái con IC 8 chân như thế này của cái dòng DBX này, nó mới là cái thứ mà quyết định cái chất âm của cái dòng DBX 231 này. Đấy. Về phần mặt sau thì các bác sẽ thấy là rồi nó là nguồn xuyến thì các bác nhìn thấy là 220V, 240V. Đấy, cái mức hoạt động của nó. Dưới cái mức này thì nó sẽ tự động tắt và khởi động lại các bác nhá. Với hai các dạng jack kết nối thì các bác thấy là jack kết nối bằng Canon này, jack kết nối 6 ly. Đấy. Và bên em khi mà bán thì sẽ hỗ trợ cái jack 6 ly cho các bác nhé. Hỗ trợ cái jack kết nối 6 ly cho tất cả các bác luôn để các bác chơi thoải mái. Đấy. Đây các bác này. Số lượng thì 4 con, mọi con là linh kiện là rất là đẹp nhá. Con này là mới hơn này. Đấy, con này mới hơn. Này mới hơn, 4 con. Số lượng thì 4 con này các bác nhá. Thì đợt này dịch giã thì nó cũng rất là căng. Giá cả thì cũng không phải là ai cũng có điều kiện, cho nên là dòng này thì giá rất là mềm các bác nhá. Giá hiện tại thì là 1.400.000 đồng một con. Nguồn xung hay nguồn xuyến đều như vậy. 1.400.000 đồng một con. Riêng cái con Sonata Sitter này thì giá của nó sẽ là 1.500.000 đồng một con các bác nhá. Em nghĩ là 1.500.000 đồng một con đối với một dòng lọc Sonata này rất là hời các bạn. Thực sự là linh kiện của bên trong rất là đẹp. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đoạn các bác nhá. Thì hôm vừa rồi thì em có tháo cái con lọc Inken đấy các bác. Bác là thêm nào cái con lọc Inken mà hôm vừa rồi em tháo ấy. Thì cái nội thất của dòng này nó giống y hệt cái dòng Inken luôn. Inken thì nó hay có cái mẫu mã màu đen. Đấy, màu đen và cái từ những cái linh kiện bên trong thì nó giống nhau. Đấy, dòng này cũng vậy các bác nhá. Giống rất là giống lọc Inken. Giá là 1.500.000 đồng một con. Bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của âm thanh bản 1977 nha. Cái số điện thoại đang hiển thị ngay góc phải màn hình các bác ạ. Xin hẹn gặp lại tất cả các bác ở cái clip tiếp theo các bác nhé. Xin chào.